cái ức hay cái cổ gì đây, thì nó là cái ức. À, ngay cái cổ xìa cánh, xìa cánh luôn. Ui em đầu tiên, ui em này bị ná thủ nào với em nè. Cái con này bị ná thủ nào với em, ná thủ nào với em cha. Gần chết luôn. Nè nè, dấu này dấu cũ nè. Thôi cũng coi như là cho nó lên đường để thoát kiếp nữa nè. Con đầu tiên trong ngày anh em ơi. Kêu đâu cô bắn vậy không bi ta, bục với mà chết luôn. Mày sống quá hả? Chết luôn. Mày sống quá hả? Có thiệt. Ôi, cô quay về, cô quay về. Chim đen, mấy loại này giờ em không chơi. Bỏ anh ơi, chim đen chơi làm gì. Cho kiếm mối cá anh em ơi. Đây, thấy rồi, thấy rồi. Ây da. Đây, một em mối cá nha. Dứt cá chết luôn. Ngay cổ luôn. Tiếp tục anh em ơi. Đó. Một em. Quá hay anh em ơi. Quá hay. Bốc câu đề pháp. Con này chết ngọt. Cu 3 mét nha. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi để em. Thấy viên bi luôn. Anh em biết con này là con gì không? Để lụm viên bi cái đó. Đây con nữa nha. Trời ơi, nha gì mà nó bự như sóc đất luôn. Hai con đực luôn. Hai đực. Vậy cái con này già ghê không? To ghê. Rồi tiếp tục anh em ơi. Bay thẳng ra sau luôn. Cặp cặp hông nhà. Nó nổ đã. Hết ôm bi luôn anh em ơi. Giờ một bao ôm được nữa. Giờ ôm đạn rồi. Cu mập ghê trời. Trổ lưng luôn. Quẹo cái cổ luôn.
em không thấy. Đèn em ơi, mới hạ được em cu đó nha. Quá phê quá phê. Rồi tiếp tục là let go anh em ơi. Ta để cho gì cho đây. Thời sang Bình Dương mới hạ mối cá anh em. Con này chắc vô cánh rồi. Vô cánh đúng không? Rồi gì bó bó dữ vô 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 rồi đó mày hả. Rồi tiếp tục anh em ơi. Trời ơi đầu bay lông bay nè. Lông bay tới đây luôn. Rớt. Rớt. Ủa đâu vậy? Không con nó trúng ngay người luôn rồi đó. Trời ơi con chim rớt qua bên kia anh em ơi. Đây dưới hàng rào mình không qua. Kìa anh em thấy không? Bắt đứng mắt đã lùm được con chim ấy rồi. Rồi giờ let's go anh em ơi. Ngay đầu anh em ơi. Chả mừng cái cần câu quê. Có. Cái gì chứ bữa có. Cần câu huyền thoại anh em. Mất khu. Ôi, nó cũng đầu nó vậy. Chạy con còn nữa. Lấy luôn nha. Rồi ok. Ôi trời. Đây anh em ơi. Sao lại để cho nó ôm bi rồi. Chết. Một bứng mới làm thêm con trống nữa anh em. Quá đẹp luôn. Đây con mình nha. Tấn đang đi lấy con gõ Tấn à. Đang đi săn gặp mưa anh em ơi. Gặp mưa anh hai anh em trú mưa quá rồi vô mưa rồi giờ mới. Mưa xong rồi đang đi tầm tạm về đây. Một đều một đều. Con kia thì nó sụp ôm bi, nó bay lông sụp lông kia rồi. Con nào? Con kia thì nó bay lúc. Ủa vậy con khác hả? Con này con khác. Trời ơi. À, em tưởng đâu có con bay ôm bi bay vô đó chứ. Luôn rồi, mấy cái tròn á.
thấy xe không đó. Ôi, sai quá. Mà qua góc tường á. Rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Kịp bay không? Trời ơi, cái cây. Kịp bay không? Trời ơi, cái cây. Ôi ôi. Thích đấu đâu không? Bà nói mà nghe. Rồi hello anh em, mình hai anh em mình về tới nhà rồi nha. Đây là thành quả của buổi sáng ngày hôm nay nha. Đi gặp mưa quá anh em ơi, cho nên hai anh em về sớm. Rồi video tới đây là kết thúc rồi. Anh em xem video thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chào anh em.